Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại có mặt tại ấp Long Thới, xã Long Bình, của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ngay giao trước mặt mình á là một cái chợ Long Thới, là ngay cầu kênh 14 nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy vô cái căn nhà vườn của mình. Căn nhà vườn của mình là cách chợ 100m nè. Mình đi ngang chợ nha. Leo lên em ơi. Đó thì anh chị theo dõi em để chạy vô chợ nha. Thì chạy vô chợ rồi chạy vô cái căn nhà vườn của mình luôn. Mảnh vườn rất là đẹp. Mặt tiền trên con đường nhựa này nè. Rồi view kênh luôn. Sát bên chợ 100m là tới. Bên đây là view kênh nè anh chị. Bây giờ mình sẽ chạy đi vào cả vài chục mét nữa là tới cái căn nhà nha. Ở đây là trạm cấp nước. Cái hướng này thì về thành phố Gò Công luôn á. Chạy một đổi nữa là tới thành phố Gò Công. Phía trước mình ngay chỗ cây bằng lăng tím này nè là tới cái mảnh đất của mình đó. Bây giờ mình chạy vô nhà luôn nè, vô mảnh vườn luôn nè. Đó, cầm máy quay cho chắc nha. Mảnh vườn của mình trong đây, đó, xanh ươm đẹp chưa. Rồi anh chị, hiện tại em đã tới cái mảnh vườn và có một cái căn nhà nhỏ xinh xinh ở trỏng rồi. Thì trước tiên em giới thiệu cái đường đi, rồi giới thiệu cái diện tích, rồi em sẽ vô em quay cái căn nhà cho anh chị và cô chú xem nha. Trước đất của mình đó là một cái view kênh, tàu thuyền bè đồ chạy thoải mái luôn nha, miền Tây sông nước. Thì em đọc em liệt kê ra những cái gì trong đây nè, em đọc liệt kê ra cho anh chị coi nha. Đất thì hướng Tây Bắc nha anh chị và cô chú. Tổng diện tích là 2.556 mét vuông, coi như là 2,5 công đó anh chị, gần 2,6 công. Đất cây lâu năm nha. Chiều ngang của cái mảnh vườn này á 16,6 m, chiều dài là 130 m, nở hậu ngay chỗ bụng á, chữ L. Trên đất có bưởi da xanh 70 cây nè. Ổi ổi gì ta? Ổi 5 cây, 6 cây gì đó. Xoài 6 cây. Vú sữa 6 cây. Nói chung là ở trong đây đủ loại trái cây hết. Rồi ông anh, ông liệt kê ra sẵn rồi, ông kêu em đọc lên cho anh chị coi nè. Có hai căn nhà nhỏ nha, một trại dê, một trại gà luôn. Cách chợ thì nãy em quay cho anh chị coi rồi đó, từ ngoài chợ vô có 100m à. Rồi thì bây giờ cái hình đôi đất này chút xíu quay xong để em quay cái hình hai cuốn sổ này cho anh chị coi nha. Đây thì mình có hai cuốn sổ lần 2.556 mét vuông. Bây giờ trước tiên em giới thiệu cái mảnh đất mình đi. Chiều ngang từ bên đây nè anh chị, đi qua đây, đi qua đây nhà 16 mét mấy nha, sâu vô 130m nở bụng. Xung quanh có hàng rào rồi hết luôn. Qua tới chỗ này, xung quanh có hàng rào rồi nha. Bây giờ mình đi vào trong đi. Cái giá em để trên màn hình luôn, giá cả để trên màn hình rồi đó anh chị. Ở trong đây thì một mảnh vườn quá đẹp luôn. Ở phía trước thì trồng kiểng, phía sau thì trồng trái cây đồ quá trời luôn anh chị. Đi nè. Thì chủ đi á, chủ lấy vật dụng thôi, còn cây trái đồ, đìa cá đồ để lại cho anh chị hết luôn. Phía sau có đìa nữa. Rồi đi. Ở trước tiên đây là căn nhà nha, căn nhà nhỏ nhỏ giống như anh chị mình ở thành phố về á. Mình sang sửa này lại, mình ở nha. Nhà này thì nhà đơn giản đơn sơ thôi, không có gì hết. Về thì mình sơn sửa lại, mình có thể mình mở rộng thêm.
dừa. À, bây giờ mình sẽ đi đường bên hông. Mình sẽ cho nó đi photo thêm. Photo hả? Ừ. Photo thêm cái. Xong quay xong rồi. Quay xong rồi photo. Dạ. Ừ. À cũng được. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phía sau nha. Đất của mình á. Tắt đi. Thì đất của mình ra tới bên đây nha. Ra tới bên đây. Qua hàng rào bên kia. Ở đây thì mình có toilet nè. Bên hông đây có một cái đìa, đìa cá. Rất là sạch sẽ nha. Phía sau mình có một cái đìa lớn nữa. Cái đìa lớn đó cho anh chị mà về làm hồ bơi, mà làm cảnh thiên nhiên đồ á, rất là đẹp. Đó, bây giờ em sẽ đem quay xung quanh cho anh chị coi đi. Đó, xung quanh nè. Rồi, lại cái đìa nè. Đứng xuống đìa nè, quay cho anh chị coi. Đó, nở bụng cái đìa này nè anh chị. Cái đìa bự quá cho bự luôn, cá dưới nhiều lắm. Là chủ đi chủ để cá lại cho anh chị luôn, cá lớn bự bự không à. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía sau nha. Ở đây có bưởi nè. Có thằng kia đứng nữa. ở đây có bưởi nè anh chị. Này ngon bộ. Dạ. Cái hàng rào nói chung xung quanh rồi đều có hàng rào hết rồi. Bưởi thì cái mùa này trái chưa có lớn. Ở đây. Đó. Trái chưa lớn nha anh chị. Tiếp tục đi ra phía sau. Đất rộng lắm. Để anh đứng lại chụp ảnh hôm nay cái nè. Đó. Đó anh chị. Bưởi đẹp chưa? Quá trời vườn cây nè. Bưởi đây. Bưởi trên cao nè. Rồi đi. Tiếp tục. Ở đây thì mình có mít nè. Rồi. Giờ chờ mình khỏi giới thiệu tới trái cây nữa đi. Mình sẽ đi ra phía sau đất mình. Ổi thì mình khỏi nói rồi. Hồi nãy mình có nhắc ở trên. Ở đây thì anh chị về có thể trồng thêm nha. Đất còn rộng lắm. Còn trống nhiều lắm. Phía sau thì có cái chuồng dê nè. Anh chị về dẹp chuồng dê. Ở đây có nuôi con dê à. Chuồng sạch sẽ lắm. Nuôi duy nhất con dê bên kia. Đó, chuồng sạch sẽ, nó không có hôi thám gì ạ. Rồi, thì bây giờ mình xuống đây. Ở bên đây là cái phần nở bụng nha anh chị. Phần nở bụng bên kia rồi có hàng rào. Đi qua bản quay cho mọi người coi hết luôn đi. Đây. Đây là cái phần nở bụng nè. Nở bụng dọc qua bên kia, dài qua bên kia. Nói chung là cái đìa là cái phần nở bụng của mình nha. Đó. Rồi cái phần bên hông bên phía sau nè. Đi lại đây em. Rồi đây là cái phần phía sau của mình. Đây khu vực phần phía sau. Nói chung là 100% ở đây đã có rào chắn hết rồi. Đó. Thì bây giờ em sẽ báo cái giá cho anh chị và cô chú nha. 2 tỷ 8 nha. Coi như là 2.556 mét vuông, 2 tỷ 8. Coi như là 1 triệu mấy chục ngàn một mét vuông đó. Mặt tiền đường nhựa luôn. Rồi đi lên nè. Rồi ngưng chút xíu đi hơn. Rồi anh chị, ở đây thì mình có hệ thống thoát nước ra sông lớn. Có hệ thống lấy nước ra nước vô đầy đủ và có hệ thống tưới tự động. Anh chị về mà làm kiển hay là về mình làm nhà vườn gì á thì cái hệ thống tự động này đã có sẵn rồi nha anh chị và cô chú, nên rất là tiện lợi luôn. Ở phía trước mình á là có một cái dòng kênh lớn, hôm nãy em quay anh chị cũng đã thấy rồi. Ở đây mình có cái hố ga mình thoát nước luôn, thoát nước ra nước vô, rồi xong anh chị nuôi cá nè có thể mình lấy nước ra nước vô nước sạch luôn. Để mình nuôi cá đồ nó rất là mau lớn. Chứ còn cái nước nó không có tụ động lại nha anh chị. Rồi ngưng đi. Đi anh chị. Bây giờ mình sẽ đi lại quay cái đường thoát nước. Cái đường thoát nước và cái đường lấy nước vô luôn tới hai cái luôn nha. Ở đây mình có hai ống lận.
ở đây nè. Ở đây là cái đường lấy nước vô nè anh chị. Đó là cái, đây là cái đường lấy nước nè. Cái đường thoát nước nằm đâu? Đây là cái đường thoát nước nè anh chị. Đây là cái hố ga. Hố ga đây nha. Hố ga này thì cái đường thoát nước luôn. Cái đường lấy nước vô ở đây cũng có luôn. Là coi như là mình có đường thoát và cái đường lấy luôn. Nên anh chị luân phiên có thể mình lấy nước sạch từ ở ngoài sông lớn ngoài đó đó. Mình lấy vô trong đìa. Đó, thì cái đường ống đây đường âm hết rồi. Anh chị khỏi sợ nha, đường âm hết rồi. Còn cái đường thoát nước cũng âm luôn, âm qua đường lộ luôn đó anh chị. Đi ra đây. Ở đây toàn bộ là âm hết rồi. Nên anh chị khỏi lo nha. Đó, đường âm hết rồi, đường thoát ra cũng âm mà đường đường lấy vô cũng âm xuống đường lộ hết rồi. Anh chị cứ làm thôi. Rồi, 2 tỷ 8 cái căn nhà vườn này. Rồi, tới đây em kết thúc cái video. Hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo nha.